nguồn điện có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, nếu sử dụng điện tiết kiệm sẽ không chỉ tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp mà còn góp phần ổn định nguồn năng lượng quốc gia, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất. Với hàng trăm máy móc thiết bị cùng hoạt động một lúc và mọi khâu trong quá trình sản xuất đều phải tiêu thụ một lượng điện năng nhất định. Vì vậy, không chỉ đầu tư máy móc thiết bị theo tiêu chí tiết kiệm năng lượng, công ty này còn lựa chọn tối ưu hóa các giải pháp tận dụng tối đa ánh sáng và không khí tự nhiên trong xây dựng nhà xưởng để không phải sử dụng đến hệ thống điều hòa. Mình cố gắng làm sản xuất trong giờ cao điểm và hạn chế cái giờ thấp điểm. Để mà hai nữa là những cái hệ thống nào mà mình cần sử dụng thì mình sử dụng, còn không sử dụng thì mình tắt. Hiện tại những cái điều hòa đây là đang sử dụng hệ thống nước. Làm mát bằng nước thì nó rất tiết kiệm điện và nó sẽ không ảnh hưởng môi trường, hay là nó rất là mát và nên là nó rất là tiện cho cái việc sản xuất ở đây. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng cao với sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống dự kiến ở mức 913,6 triệu kWh một ngày, tăng 12,24% so với cùng kỳ. Công suất cực đại có thể lên tới 49.000 MW, riêng miền Bắc có thể lên đến 24.500 MW. Mùa hè năm nay dự báo với diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài sẽ khiến việc vận hành điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, đợt nắng nóng vừa qua, lần đầu tiên tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày vượt 1 tỷ kWh. Tại Thanh Hóa, sản lượng điện tiêu thụ trong ngày 29 tháng 5 năm 2024 là trên 29,3 triệu kWh, cao nhất từ trước đến nay. Thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải đã ký kết với công ty điện lực Thanh Hóa, các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, trong đó bố trí các khung giờ sản xuất phù hợp, đồng thời tuyên truyền trong cán bộ, người lao động về sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Doanh nghiệp chúng tôi thực hiện theo cái chỉ thị số 20 CTTG của Thủ tướng Chính phủ. Đấy thì chúng tôi đã thực hiện các cái giải pháp. Thứ nhất là tuyên truyền đến cán bộ, công nhân viên thực hành tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả, sử dụng điện đúng công suất theo cái biểu đồ phụ tải. Thứ hai là hạn chế sử dụng các cái thiết bị công suất lớn trong cái giờ cao điểm. Đấy. Giải pháp thứ ba là trong dây chuyền sản xuất thì chúng tôi loại bỏ những cái thiết bị mà lạc hậu sử dụng công suất lớn. Thay vào đó là chúng tôi sử dụng các cái thiết bị tiên tiến. Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng đã phối hợp với các đơn vị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình khai thác và đóng điện kịp thời, tăng cường công tác quản lý và kiểm tra bảo dưỡng cũng như thí nghiệm để xử lý các khuyết điểm trên lưới. Bên cạnh những nỗ lực của ngành điện thì công ty Điện hóa chúng tôi cũng đã chủ động làm việc với các khách hàng lớn, đặc biệt là các khách hàng là doanh nghiệp FDI cũng như là doanh nghiệp phụ trợ của FDI về tình hình đảm bảo cung ứng điện của năm 2024 để khách hàng chủ động trong công tác sản xuất kinh doanh, đồng thời cũng đưa ra những khuyến nghị đến khách hàng và doanh nghiệp nâng cao chất lượng dự báo phụ tải và trao đổi thông tin về tình hình cung ứng điện và đề nghị khách hàng thực hiện tiết kiệm điện theo chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ. Theo tính toán, doanh nghiệp tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện, dịch chuyển thời gian sản xuất có thể tiết giảm được 25% đến 30% lượng tiêu thụ điện, tương đương với tiết kiệm gần 15% chi phí tiền điện. Vì vậy, sử dụng điện hợp lý và tiết kiệm chính là việc làm ích nước, lợi nhà.